Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng cây đậu bắp nè, cũng như là sẽ chia sẻ cho anh em những cái tháng nào mà trồng cây đậu bắp mà nó thích hợp nhất, cũng như là nói về cách chọn giống luôn. Những bạn mới mà tập trồng thì các bạn có thể là tham khảo, còn những anh chị nào mà đã có kinh nghiệm rồi thì có thể là lướt qua ha. Vì video này thì chỉ mang tính chất là góp ý thôi cho những người bạn mới. Thì cái cây đậu bắp này á, thì nếu như mà trồng á, thì nó trồng được là quanh năm. Còn những cái tháng mà thích hợp á, thì mình nên trồng vào những cái tháng như là tháng 12 âm lịch nè, và kéo dài cho đến là tháng 4 nha các bạn ha. Và cái thời gian mà thu hoạch ở trên cái cây đậu bắp này á, là nó từ là 45 ngày cho đến là 60 ngày tùy giống nha các bạn ha. Những cái giống lùng á, thì nó sẽ từ là 35 cho đến 45 ngày thôi. Ví dụ như là nông hội này nọ các bạn thì những cái giống đó thì chỉ từ là 45 ngày. Còn những mà cái giống mà bắp tay xanh của mình á thì nó sẽ từ là 50 ngày. Còn những cái mà bắp tay mà lai nữa các bạn thì nó khoảng đâu là 60 ngày, chứ nói chung là cũng tùy. Còn về khoảng cách trồng á thì ở đây á, thì mình thấy nhiều anh em trồng nó sát sát nhau á thì nó cũng được, nhưng mà nó lâu ra trái. Còn anh em mà trồng thưa nó khoảng từ 4 tấc gốc á thì nó rất là mau ra trái, mà nó rất là bị ít rầy. Anh em trồng gần thì nó rầy nhiều thôi, với lại mình thu hoạch nó hơi khó. Thì khoảng cách thì nó sẽ từ 2 tấc rưỡi cho đến là 4 tấc ha. Nhưng mà chuẩn của nó là 4 tấc. Nói chung là tùy anh em thôi. Đó. Nhưng mà mình khuyên anh em là nên trồng thưa đi. Khi mà cái chèo của nó ra các bạn nó thông thoáng thì nó sẽ mau ra trái hơn. Và chọn những cái giống như là giống nông hội này nọ anh em trồng. Trước đó thì mình cũng đã có một vài video rồi. Đó, nó mất rất là mau ra trái, nó quang hợp nó dễ hơn. Với lại cái dòng bắp tay này á, thì anh em chủ yếu là anh em xịt sâu với xịt rầy nó thường xuyên xíu. Xài những cái dòng thuốc dạng cớm là xịt là ok à. Ví dụ như là Vitaco nè, hoặc như là dạng sữa là Rè Ba Thông nè, của công ty Syngenta hoặc là Dubong gì đó. Anh em sử dụng cái dòng thuốc đó hoặc là ra đi ăn ha. Còn hoặc là những cái dòng thuốc rầy như là chết rầy, chết thái á, đó. Hoặc là ram, những cái loại thuốc cơ bản thôi là được rồi, chứ không cần phải sử dụng những cái loại thuốc mà nó mất tiền đâu. Trồng nông nghiệp này á, mà không khéo thì anh em cũng có thể lỗ, chứ không phải là xịt thuốc nhiều quá lỗ chứ không gì. Giờ phân thuốc nó mắc lắm. Còn phân thì ở đây thì mình sẽ bón theo định kỳ ha. Ví dụ như mình 10 ngày mình bón nó một lần, đến cái ngày mình thúc trái thì mình bón nó đậm đậm xíu là được. Vậy thôi chứ không có gì khó hết nha mọi người ha. Đó thì anh em xem cái vườn đậu bắp ở bên mình ha, anh em cũng có thể xem được. Ở đây thì trước là trồng dưa leo, vừa xong cái vụ dưa leo rồi mới trồng xen cây đậu bắp này vô. Đó, anh em xem sơ ha. Rồi mình cũng xin được mến chào nha.